Bến Tre, An Giang, Kon Tum lập ban chỉ đạo phòng chống tiêu cực và tham nhũng. Triển khai chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy các tỉnh Bến Tre, An Giang và Kon Tum vừa công bố quyết định thành lập và ra mắt ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sáng 6 tháng 7, tỉnh ủy Bến Tre tổ chức thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bến Tre theo quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy với 15 thành viên, giữ chức trưởng ban là Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ. Các phó trưởng ban bao gồm Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đồng thời là Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Ban Nội chính tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Cùng ngày, Đảng ủy ở hai tỉnh khác cũng đồng thời thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh là Kon Tum và An Giang. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Kon Tum cũng có 15 thành viên với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang làm trưởng ban, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy U Huấn là Phó trưởng ban thường trực. Còn tỉnh An Giang, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Ngoài ra, các ban chỉ đạo tỉnh Kon Tum và An Giang đều có 5 đồng chí phó ban chỉ đạo và 9 đồng chí ủy viên. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.